Và đây là cái lọc của Sài Gòn Tân Thời được gửi chị. Chúc chị luôn luôn được tươi trẻ. Tổ sẽ soi sáng cho chị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật sự đáng lẽ là sẽ đi hát một bài nữa, nhưng hôm nay vì cái giọng của chị không được tốt. Tôi thì hẹn quý vị trong những chương trình sau, có thể là một đêm CD tại sân khấu của Sài Gòn Tân Thời. Quý vị có đồng ý không ạ? Hẹn em quá. Thế là không nhiệt tình rồi. Có thật sự muốn CD quay lại không á? Và pay của Sài Gòn Tân Thời nhá. Yêu cầu nổ cái pay luôn nhá quý vị nhá. Và trước khi chia tay, CD xin chúc quý vị và gia đình luôn luôn bao may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Khoan chị, bây giờ chị nói một câu cho khán giả mình nghe đi. Một mây nắng có, khi nắng phai tàn, anh về chốn cũ. Marriage. Dạ bây giờ em mời chị kêu một con số lô tô nha. Ơi. Quý vị, bóng tư. Quá. Một hai ba ta đây đã để là quý vị hát cùng CD về này được không? 2 3 một hai ba. Ai vậy chị? Má Lucy. Rồi bây giờ quý chị ơi, bên đây là Thanh Huy nha. Ai mà chưa nhận lại tiền thoại, khán giả mình nhớ giơ tay lên, Thanh Huy sẽ được gửi lại tiền thưởng cho tất cả quý vị ở phía dưới Thanh Huy ơi. Rồi 2 3 một hai ba tấm là. Là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai. Sao nữa? Không liên vào duyên dáng. Đôi mắt đã tìm nhiều mà cô si mê. Còn số 1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị ra, mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Sao? Mấy chị ra, mấy chị ra, mà đẹp chị là chàng trai, anh chàng sao muốn?